Nga rằng co khốc liệt ở mặt trận Kursk, dồn binh lực hạ quân Ukraine. Nga chính thức cảnh báo Mỹ về cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh. Quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn thị trấn chiến lược Kurakhovi ở Donbass. Ukraine âm thầm chuẩn bị cho các viễn cảnh chấm dứt cuộc xung đột. Những tính toán của Tổng thống Ukraine khi hỗ trợ 24 USD cho mỗi người dân lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục nỗ lực giao tranh để giành quyền kiểm soát các khu vực trên mặt trận Kursk. Nhà quan sát quân sự Denis Popovic mô tả tình hình giao tranh ở tỉnh Kursk là rất căng thẳng, ngay cả khi Nga và Ukraine đều tiến công và rút lui ở những khu vực khác nhau. Ông lưu ý rằng hiện không có chiến tuyến rõ ràng ở mặt trận Kursk. Ông Popovic cho biết Nga đang cố gắng tiến công từ vùng ngoại vi sau khi không đạt được tiến triển đáng kể từ vùng trung tâm. Theo ông Popovic, khả năng phòng thủ của Ukraine trong khu vực phụ thuộc vào các cấu trúc phòng thủ do Nga để lại, cũng như các vị trí mới được xây dựng. Mục tiêu chính của lực lượng Ukraine là kiểm soát các khu vực ở Kursk để khẳng định sự hiện diện của Kiev trên lãnh thổ Nga. Lực lượng đặc nhiệm của lực lượng vũ trang Ukraine vào hôm 5 tháng 12 tuyên bố các binh sĩ của lực lượng này đã tiến vào các vị trí của quân đội Nga ở Kursk và bắt giữ một số lính Nga. Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin này. Trong báo cáo về tình hình giao tranh ở Cusco vào hôm 5 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch xóa sổ các đơn vị Ukraine tại mặt trận này vẫn tiếp diễn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc đã tấn công các đơn vị quân sự của Ukraine ở các khu vực Vitoroka, Kazachalonia, Lebedeka, Lenidovo, Malajalonia, Ninikalin, Nikolajevo-Darino, Nikoski, Novaya Sorochina, Vovo-Vanuka, Plekovo và Velikovo. Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng máy bay chiến đấu cùng hỏa lực pháo binh của Nga đã tấn công vào lực lượng và thiết bị của đối phương ở các vùng Kursk và Sumy. Nga cho rằng Ukraine đã triển khai quân từ Sumy ở biên giới nước này để thực hiện chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga. Tính riêng trong ngày 5 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine mất hơn 300 quân, 3 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép, 5 xe cơ giới, 1 trạm tác chiến điện tử và 5 khẩu súng cối ở khu vực Kursk. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Ukraine đã mất hơn 38.235 quân, 232 xe tăng, 168 xe chiến đấu bộ binh, 123 xe bọc thép chở quân, 1.228 xe chiến đấu bọc thép, 1.087 xe cơ giới, 308 đơn vị pháo binh, 40 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 11 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, cùng 13 bệ phóng, hệ thống phòng không và nhiều thiết bị quân sự khác. Ukraine mở chiến dịch tấn công Kursk từ đầu tháng 8 với mục tiêu buộc Nga chuyển hướng nguồn lực khỏi chiến tuyến miền đông Ukraine, cải thiện vị thế trong bất cứ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Tuy nhiên, sau 4 tháng, Ukraine dường như vẫn không đạt được mục tiêu này. Việc Ukraine dồn một phần không nhỏ lực lượng và vũ khí đến Kursk, không buộc Nga chuyển hướng nguồn lực, thậm chí còn thúc đẩy Moscow tiến nhanh hơn ở mặt trận Donbass phía đông Ukraine. Moscow đang tiến công ở miền đông Ukraine nhanh nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Nga cũng giành lại 40% số lãnh thổ mà Ukraine kiểm soát ở Kursk. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga đã triển khai hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên đến Kursk để hỗ trợ đẩy lùi lực lượng Kiev. Bình Nhưỡng từ chối bình luận nhưng khẳng định đang thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược với Moscow. Trung tâm Kháng chiến Quốc gia do quân đội Ukraine điều hành cho biết, binh sĩ Triều Tiên chỉ làm nhiệm vụ tại các trạm quan sát và trạm kiểm soát ở khu vực Kursk của Nga với tư cách là lực lượng thứ cấp không tham gia trực tiếp vào chiến đấu chống lại quân đội Ukraine. Theo cơ quan này, trực thuộc lữ đoàn tấn công dù số 11 của Nga, lực lượng Triều Tiên bảo vệ các khu vực tập kết của quân đội Nga. Việc triển khai của họ được cho là đã tạo điều kiện để Nga chuyển nguồn lực của mình đến các vị trí tiền tuyến. Vào ngày 27 tháng 11, Bộ Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Charlie Brown. Cuộc trò chuyện do phía Nga khởi xướng đã đề cập đến các vấn đề then chốt về an ninh quốc tế cũng như trong khu vực, trong đó đặc biệt đáng chú ý là tình hình ở Ukraine. Thông tin chi tiết về cuộc trò chuyện đã được người phát ngôn của tướng Brown, ông Jarin Dosey trình bày. Lưu ý rằng trọng tâm chính là ngăn chặn leo thang căng thẳng và tính toán sai lầm chiến lược. Một trong những điểm thảo luận cốt lõi là thông tin về kế hoạch phóng thử tên lửa siêu thanh của Nga từ tàu chiến ở biển địa Trung Hải. Theo kênh truyền hình ABC, ông Valery Gerasimov đã cảnh báo trước cho tướng Charlie Brown về những cuộc tập trận này, nhấn mạnh tính chất phòng thủ và đã được lên kế hoạch của chúng. Sau đó, vào ngày 3 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga đã công khai xác nhận tiến hành những cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh ở phía đông biển địa Trung Hải. Giới chuyên gia lưu ý rằng cuộc họp bàn qua điện thoại giữa hai nhà lãnh đạo quân sự bất chấp căng thẳng đang diễn ra giữa Nga và Mỹ có thể được coi là một kênh liên lạc quan trọng nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột trực tiếp thảo luận về các vấn đề nhằm ngăn chặn leo thang, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine lên cao, đã trở thành một sự xác nhận rằng cả hai bên đang tìm cách tránh những kịch bản có thể dẫn đến hậu quả không thể kiểm soát được. Tình hình Ukraine vẫn là một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự quốc tế. Washington tiếp tục hỗ trợ Kiev bằng cách cung cấp thiết bị quân sự và tài chính. Điều này vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Moscow. Trong bối cảnh đó, cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh đóng vai trò thể hiện tiềm năng quân sự của Nga nhưng động thái này đã gây lo ngại cho các nước phương Tây. Mặc dù vậy, cảnh báo về những hành động như vậy thông qua đường dây liên lạc trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo quân sự sẽ giúp tránh được một hiểu lầm có thể dẫn đến việc tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các nhà phân tích quân sự đánh giá việc kiểm soát Kurakhovi mang lại cho lực lượng Nga lợi thế chiến lược và cho phép họ đe dọa các trung tâm hậu cần lớn của VSU. Quân đội Ukraine đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát thị trấn Kurakhovi ở Donbass. Đây là một trong những tổn thất nghiêm trọng nhất của các lực lượng vũ trang Ukraine trong những tháng gần đây. Kurakhovi nằm ở phía tây Donetsk, từ lâu vẫn là một trong những cứ điểm phòng thủ then chốt của Ukraine trong khu vực. Việc mất cứ điểm này không chỉ làm suy yếu khả năng phòng thủ của VSU mà còn mở ra những cơ hội mới cho quân đội Nga tiến về phía tây. Các nhà phân tích quân sự đánh giá việc kiểm soát Kurakhovi mang lại cho lực lượng Nga lợi thế chiến lược và cho phép họ đe dọa các trung tâm hậu cần lớn của VSU. Cuộc chiến giành Kurakhovi diễn ra hết sức căng thẳng. Quân đội Nga đã tích cực sử dụng pháo binh, máy bay và xe bọc thép tấn công các vị trí của VSU. Trước sức tấn công quyết liệt, các đơn vị quân đội Ukraine buộc phải rút lui, để lại thị trấn Kurakhovi cho lực lượng Nga. Theo các chuyên gia, tổn thất này có thể là khởi đầu cho một cuộc tấn công lớn hơn của quân đội Nga ở Donbass. Việc Kiev phản đối lời kêu gọi giảm độ tuổi tòng quân để huy động thêm binh sĩ là một phần trong kế hoạch chính trị. Hãng tin Chana của Ukraine tuyên bố rằng việc Kiev công khai phản đối lời kêu gọi của phương Tây bắt những người 18 tuổi đi nghĩa vụ quân sự là một phần của chiến lược giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Nếu xung đột với Moscow kết thúc vào mùa xuân năm sau, Washington và các đồng minh đã công khai yêu cầu Ukraine tăng cường lệnh gọi nhập ngũ để huy động nhóm nhân khẩu học từ 18 đến 25 tuổi. Gần đây nhất là vào ngày 4 tháng 12, khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra lời kêu gọi tương tự tại Bruxelles. Tuy nhiên, theo các nguồn tin trong văn phòng Tổng thống Ukraine, Kiev đã phản đối điều này như một phần của chiến lược chuẩn bị cho kịch bản kết thúc nhanh chóng chiến tranh và cuộc bầu cử diễn ra sau đó. Một khả năng mà Tổng thống Ukraine Zelensky cân nhắc là chấm dứt chiến sự thông qua đàm phán ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Hãng tin này cho biết, viễn cảnh khác là các cuộc đàm phán sẽ thất bại và cuộc giao tranh sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài. Các tuyên bố công khai về việc hạ độ tuổi động viên đang được đưa ra trong trường hợp chiến tranh sớm kết thúc và có các cuộc bầu cử để họ có thể nói rằng họ đã cứu được nguồn gen của quốc gia. nguồn tin của Shana tại Kiev cho biết trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại và giao tranh vẫn tiếp diễn, kế hoạch tổng quân sẽ phải được mở rộng dù sớm hay muộn và Ban Cô nơi đặt văn phòng của Tổng thống Ukraine, sẽ thực hiện tìm ra hàng trăm lý do để giải thích cho sự thay đổi quan điểm của mình. Nguồn tin cho biết, ông Blinken lập luận rằng Kiev phải đưa ra những quyết định khó khăn về việc tăng cường thêm quân số, ngay cả khi Ukraine có được tất cả tiền bạc lẫn đạn dược mà họ mong muốn từ phương Tây. Ông Blinken cho biết tại một cuộc họp báo của NATO, phải có những người ở tuyến đầu. Chúng tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng tôi nghĩ rằng việc đưa những người trẻ tuổi vào cuộc chiến là điều cần thiết nhà ngoại giao Mỹ nói, hiện tại những người từ 18 đến 25 tuổi vẫn chưa tham gia cuộc chiến. Bộ Quốc phòng Nga ước tính số thương vong của Ukraine là hơn 500.000 quân kể từ tháng 2 năm 2022, trong khi ông Zelensky phản bác rằng con số chính thức chỉ bằng cho đến một phần 10 con số trên. Kiev đang tìm cách huy động thêm 160.000 chiến binh trong những tháng tới để bổ sung cho các đơn vị tiền tuyến đã cạn kiệt, khi lực lượng Nga giành được nhiều chiến thắng. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có tin Ukraine nghi Nga tập hợp quân, mở mặt trận mới ở tỉnh Kherson. Ukraine đã sản xuất hàng loạt UAV lai tên lửa hạng nhẹ paleanisia Ukraine chịu thương vong lớn ở Donetsk. Nga đang mở mặt trận mới tại Kherson. Ông Vladislav Volosin, người phát ngôn tư lệnh phía nam của quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang tấn công theo hướng tỉnh Kherson trong nỗ lực giành quyền kiểm soát một số cù lao trên sông Dnipro. Ông Volosin cho biết lực lượng Nga đang cố gắng mở các cuộc tấn công gần các cù lao Koyaski và Karolyi, đồng thời luyện tập cách vượt qua chướng ngại vật dưới nước và đổ bộ. Ông Volosin đưa ra phát ngôn trên sau khi tỉnh trưởng Kherson, ông Oleksandr Produkin, nói với tờ Financial Times rằng Nga muốn mở một cuộc tấn công khác theo hướng Kherson. Theo ông Prokurin, Nga đã tập hợp 300 chiếc thuyền để vượt sông và mục tiêu của Nga là chiếm được một vị trí nhất định, giữ vững vị trí và buộc Ukraine phải gian trải nhân lực phương tiện càng nhiều càng tốt. Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn của nhóm quân Khotysia của Ukraine, ông Naza Volosin cho biết, Nga đang nỗ lực san phẳng tiền tuyến ở khu vực thành phố Kurakhovi và Poros, đều ở tỉnh Donetsk. Theo ông Volosin, trong khu vực hoạt động của nhóm quân này, quân Nga tiến hành phần lớn cuộc tấn công theo hướng Poros, Dremika, đặc biệt ở Kurakhovi. Quân Nga đã tích lũy được nhân lực và trang thiết bị dự trữ ở các hướng này. Tuy nhiên, việc Ukraine kiên cường giữ phòng tuyến ở hướng Kurakhovi và Poros khiến quân Nga đang cạn kiệt lực lượng dự bị tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ông Rustem Umerov viết trong bài xã luận rằng, Máy bay không người lái UAV, lai tên lửa hạng nhẹ Palianicia được Ukraine phát triển gần đây đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Một công ty khởi nghiệp đã triển khai dự án Palianicia và hiện đã sản xuất hàng loạt nhờ sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. Ông Umerov viết trong bài xã luận. Theo ông Umerov, Ukraine cũng đã tiếp tục và mở rộng sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình Neptune cũng như cải tiến chúng để có tầm bắn xa hơn. Với vũ khí tầm xa sản xuất trong nước có tầm quan trọng then chốt đối với chiến lược quốc phòng của Ukraine. Một trong những vũ khí nội địa này là Palianisia, vốn kết hợp các công nghệ hiện có để tấn công hiệu quả vào sâu trong lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày qua, lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng sân bay quân sự và kho đạn của Ukraine, cũng như tấn công vào nơi tập trung lực lượng và thiết bị quân sự của Ukraine tại 133 khu vực. Bộ này cũng cho biết nhóm tác chiến phía Tây và nhóm tác chiến trung tâm của Nga gây ra nhiều thiệt hại cho Ukraine nhất trong ngày 4 tháng 12. Cụ thể, nhóm tác chiến phía Tây đã cải thiện vị trí chiến thuật và ngăn chặn 10 cuộc phản công của Ukraine gần các khu định cư Petropaloka, Galuskoka, Novosinovo ở vùng Kharkov, Jampoloka đều ở tỉnh Donetsk và Novo Liboka, tỉnh Luhan. Hậu quả là 500 lính Ukraine thương vong. Ukraine mất 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới cùng một hệ thống pháo FH-70 do Anh sản xuất. Còn nhóm tác chiến trung tâm của Nga đã gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Georgins, Kalinovo, Chebinoka, Miroliboka, Pradoka, Novo và Karashnamey đều ở tỉnh Donetsk. Theo đó, lực lượng Ukraine mất hơn 530 lính, một xe bọc thép chở quân, bốn xe bọc thép chiến đấu Kojak, bốn xe cơ giới cùng một hệ thống pháo còn ở tỉnh Kursk, trong ngày qua Ukraine chịu hơn 280 thương vong, mất một xe tăng, hai xe bọc thép, một hệ thống tác chiến điện tử, hai súng cối. Tổng cộng lực lượng Ukraine chịu hơn 37.935 lính thương vong kể từ khi giao tranh bắt đầu ở tỉnh này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov gần đây cảnh báo Moscow sẽ sử dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ hơn nếu Mỹ và đồng minh tiếp tục gây sức ép. Ông nhấn mạnh rủi ro leo thang quân sự phụ thuộc lớn vào các quyết định từ Washington. Ông cho rằng phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang thiếu sự kiềm chế và khả năng đánh giá đúng quyết tâm của Nga trong việc bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia. Không có giải pháp kỳ diệu nào cho cuộc xung đột này, ông nhấn mạnh. Chính quyền Tổng thống Joe Biden mới đây đã thông báo về gói viện trợ an ninh trị giá 725 triệu USD dành cho Ukraine. Theo Nhà Trắng, gói viện trợ này nhằm giúp Kiev đạt vị thế tốt nhất trong bối cảnh Nga gia tăng tấn công. Tuy nhiên, ông Ryakov cảnh báo nguy cơ leo thang quân sự không thể xem nhẹ và hoàn toàn phụ thuộc vào các quyết định từ Washington sẽ đến lúc chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ hơn. Ông nói, Nga đã cảnh báo có thể tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vật âm Oresnik trong cuộc xung đột Ukraine. Oresnik không phải là tên lửa đạn đạo chiến lược, mà là tên lửa tầm trung đã được thử nghiệm trong chiến đấu. Chính phủ Ukraine cho biết mỗi người dân nước này đủ điều kiện sẽ được nhận khoản thanh toán một lần là 1.000 Rivinia Ukraine, khoảng 24 USD, chỉ tương đương hơn một ngày lương trung bình ở Ukraine. Mức lương trung bình tại Ukraine là khoảng 500 USD mỗi tháng. Đối với nhiều gia đình và trên toàn quốc, điều này là thực tế. Tổng thống Zelensky phát biểu, đồng thời cho biết hơn 3,2 triệu người Ukraine đã nộp đơn xin nhận khoản hỗ trợ. Theo các nhà phân tích, Tổng thống Zelensky muốn củng cố lại sự ủng hộ của ông với một bộ phận dân chúng đang ngày càng mệt mỏi vì chiến sự. Sự mệt mỏi đó trở nên trầm trọng hơn do một chiến dịch huy động trong năm nay đã phơi bày những chia rẽ trong xã hội và các vụ bê bối tham nhũng, làm hoen ố hình ảnh của chính quyền. Các cuộc thăm dò gần đây do Viện Xã hội Học Quốc tế Kiev tiến hành cho thấy, mặc dù niềm tin vào ông Zelensky vẫn tương đối mạnh ở mức 59%, nhưng đã giảm so với mức 77% của một năm trước. Anatoly Otisiuk, chuyên gia chính trị tại Tổ chức Nghiên cứu Democracy House của Ukraine, lưu ý rằng, Tổng thống Zelensky đang nhắm đến việc thu hút những người về hưu, một nhóm cử tri gồm 10 triệu người đang phải vật lộn để kiếm sống. Để giải quyết tương lai hậu chiến của đất nước, Tổng thống Zelensky cũng đã thành lập Bộ Thống nhất Quốc gia vào thứ Ba ngày 3 tháng 12. Một trong những nhiệm vụ chính của bộ này là khuyến khích hàng triệu người Ukraine đã bỏ ra nước ngoài trong thời gian giao tranh trở về nước. Việc phân bổ khoản hỗ trợ 1.000 trong thời kỳ kinh tế khó khăn đã trở thành một truyền thống ở Ukraine khi các chính phủ liên tiếp áp dụng biện pháp này trong hai thập kỷ qua. Bản thân ông Zelensky đã giới thiệu một chương trình tương tự vào năm 2021 trong đại dịch COVID-19, khi Kiev cung cấp khoản tiền hỗ trợ cho mọi công dân đã được tiêm vaccine. Chính quyền Ukraine cho biết những người nhận có thể sử dụng khoản hỗ trợ lần này cho nhiều loại chi phí, bao gồm thanh toán các đơn tiện ích hoặc mua thực phẩm và thuốc men. Họ cũng có thể quyên góp tiền cho quân đội Ukraine. Ông Jaroslav Jeleniak, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Ukraine về chính sách tài chính, thuế và hải quan, cho biết chương trình này sẽ tốn 15 tỷ hryvnia, tương đương khoảng 350 triệu USD và sẽ được tài trợ bằng cách phân bổ lại số tiền trước đây dành cho các chương trình trợ cấp thất nghiệp và gia phá bom mìn. Quy định trao tiền hỗ trợ thực ra cũng nhằm mục đích làm dịu đi cú sốc của việc tăng thuế. Tổng thống Zelensky gần đây đã ký thành luật mức tăng thuế lớn nhất trong chiến tranh. Việc tăng thuế đó có hiệu lực vào chủ nhật tới cùng ngày chương trình hỗ trợ của chính phủ được bắt đầu, bao gồm việc tăng thuế thu nhập từ 1,5% lên 5% nhằm tiếp sức cho nhu cầu chi tiêu quân sự. Chính phủ Ukraine cũng cho biết việc tăng thuế sẽ giúp tăng thêm 3,5 tỷ USD trong năm nay và năm sau, và số tiền này chủ yếu sẽ được dùng để trả lương cho quân nhân. Nhưng việc tăng thuế và trợ cấp cùng lúc đã gửi đi một thông điệp trái ngược, nhất là đối với những người chỉ trích chính quyền Tổng thống Zelensky. Một tay họ lấy tiền, tay kia họ trả lại ông jelaniak một thành viên của đảng đối lập cho biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả các nhà kinh tế cũng nhận định chương trình hỗ trợ này là một công cụ kinh tế không hiệu quả cho rằng các khoản thanh toán nhỏ cho từng cá nhân sẽ có ít tác động đến việc kích thích nền kinh tế và tổng số tiền sẽ được phân bổ tốt hơn cho quân đội Juri Gaidai, một nhà kinh tế cấp cao tại Trung tâm Chiến lược Kinh tế tại Kiev, cho biết rằng để chương trình có tác động xã hội có ý nghĩa, thì nó phải nhắm vào những người Ukraine đang gặp khó khăn về tài chính, chẳng hạn như những người di rời vì chiến tranh, người về hưu và cựu chiến binh. Bên cạnh Ukraine ngày càng thất thế về mọi mặt trong cuộc xung đột với Nga, tương lai của ông Zelensky đang bất ổn với những vấn đề trong nước một bản kiến nghị phản ánh bất bình trong công chúng Ukraine đã thu thập được hơn 25.000 chữ ký, vượt qua ngưỡng pháp lý đòi hỏi phải có phản hồi từ Tổng thống Ukraine. Nhà phân tích chính trị người Ukraine Anatoly Otisiuk cho biết, Tổng thống Zelensky hẳn đã nghĩ đến số phận của mình trong cuộc bầu cử sau chiến tranh và có thể lo ngại rằng ông có thể thua vì mọi người muốn có những gương mặt mới. Otisiu cũng như nhiều nhà bình luận chính trị khác đều chỉ ra tướng Valery Jaluny, cựu tổng tư lệnh quân đội Ukraine mà ông Zelensky đã cách chức vào tháng 2 năm nay, là một đối thủ tiềm tàng mạnh mẽ, có thể thay thế tổng thống đương nhiệm. Thưa quý vị, quyết định gây tranh cãi của Thủ tướng Barnier trong việc thông qua ngân sách quốc gia năm 2025 mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội đã làm dấy lên làn sóng phản đối từ cả cánh hữu lẫn cánh tả. Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia do bà Marine Le Pen dẫn dắt và Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới đều đồng lòng đưa ra các động thái bất tín nhiệm nhằm lật đổ ông Macron. Tình trạng bất ổn này bắt nguồn từ cuộc bầu cử quốc hội vào mùa hè năm ngoái, khi tổng thống Emmanuel Macron thất bại trong việc duy trì thế đa số tại quốc hội. Hậu quả là cơ quan lập pháp bị chia rẽ sâu sắc giữa các phe phái, với Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia và Đảng cánh tả Mặt trận Bình dân mới cùng với các lực lượng trung dung cạnh tranh gay gắt. Sự ra đi của ông Barnier và sự tan rã của nội các khiến chính phủ Pháp lâm vào thế bế tắc, khi mọi hoạt động lập pháp phải tạm dừng cho đến khi tổng thống Macron bổ nhiệm một thủ tướng mới. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một ứng viên có thể nhận được sự đồng thuận từ một quốc hội phân cực như hiện nay là một thách thức rất lớn. Trong khi chính phủ vẫn có thể duy trì các hoạt động cơ bản, việc không thể thông qua ngân sách sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính của Pháp. Nợ công hiện đã đạt mức 3.200 tỷ euro, tương đương với 6,1% GDP, và thâm hụt tiếp tục gia tăng do các chi phí khẩn cấp từ đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột tại Ukraine. Thủ tướng Michel Barnier là cựu nhà đàm phán Brexit và là một chính trị gia trung hữu. Ông được bổ nhiệm vào vị trí thủ tướng nhằm tìm kiếm sự ổn định của chính phủ. Tuy nhiên, ông đã thất bại trong việc xây dựng một liên minh vững chắc tại quốc hội. Tổng thống Emmanuel Macron là tổng thống Pháp đang chịu áp lực lớn khi phải nhanh chóng tìm ra một ứng cử viên thủ tướng mới để tránh khủng hoảng kéo dài. Tuy nhiên, uy tín sụt giảm và sự chia rẽ trong quốc hội đã khiến ông khó tìm được đồng minh đáng tin cậy. Bà Marie Le Pen, là lãnh đạo của Đảng cực hữu Tập hợp quốc gia và là đối thủ chính trị lâu năm của ông Macron, bà đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Với quyền lực ngày càng tăng tại Quốc hội, bà Le Pen đang tìm cách định hình tương lai chính trị của nước Pháp theo hướng có lợi cho đảng của bà. Nếu tổng thống Macron không thể bổ nhiệm một thủ tướng đủ uy tín để giữ ổn định chính phủ, viễn cảnh một cuộc bầu cử Quốc hội sớm có thể xảy ra, mở đường cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của đảng cực hữu Tập hợp quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc bà Marine Le Pen có cơ hội tiến gần hơn tới ghế tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm 2027, hoặc thậm chí là sớm hơn nếu tổng thống Macron bị buộc phải từ chức tuy nhiên ngay cả với khi đảng này nắm quyền việc giải quyết khủng hoảng ngân sách cũng không hề dễ dàng những cải cách tài chính mạnh tay bao gồm tăng thuế và cắt giảm phúc lợi xã hội có nguy cơ gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ công chúng sự sụp đổ của chính phủ pháp cũng gây lo ngại trên toàn châu âu là một trong những nền kinh tế lớn nhất liên minh châu âu eu bất ổn tại pháp có thể ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế và chính trị của toàn khu vực Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đảng cực hữu khắp châu Âu tận dụng mở rộng ảnh hưởng trong bối cảnh các quốc gia khác cũng đối mặt với những thách thức tương tự. Pháp hiện đang đứng trước ngã rẽ quan trọng, chính phủ mới của tổng thống Macron nếu được thành lập sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là khôi phục niềm tin của người dân và đưa ra các giải pháp hiệu quả để vượt qua khủng hoảng. Trong khi đó, sự trỗi dậy của các lực lượng cực hữu đã đặt ra câu hỏi về tương lai chính trị và xã hội của một trong những quốc gia trụ cột của châu Âu. Thưa quý vị, với việc ông Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng, EU phải đối mặt với viễn cảnh lặp lại căng thẳng thương mại như nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, Liên minh châu Âu-EU đối mặt với những áp lực từ mọi phía. Từ mối đe dọa thuế quan của chính quyền ông Donald Trump sắp nhiệm chức, quan hệ ngày càng căng thẳng với Trung Quốc, đến sự chối dậy mạnh mẽ của phe cực hữu ngay trong lòng châu lục. Với việc ông Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng, EU phải đối mặt với viễn cảnh lặp lại căng thẳng thương mại như nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Tổng thống đắc cử Mỹ cam kết sẽ áp dụng các mức thuế mới nhắm thẳng vào ngành xuất khẩu trọng yếu của châu Âu. Trong khi đó, ở phía đông, EU không chỉ đối mặt với sức ép kinh tế từ Trung Quốc, mà còn với mối liên hệ chặt chẽ giữa Bắc Kinh và Moscow trong bối cảnh xung đột tại Ukraine. Quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc vốn đã xấu đi do các vấn đề như sản xuất công nghiệp dư thừa của Trung Quốc, cạnh tranh không lành mạnh và cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Gần đây, các nguồn tin tình báo châu Âu đã xác nhận việc các nhà máy tại Tân Cương sản xuất thiết bị bay không người lái phục vụ quân đội Nga, làm gia tăng căng thẳng song phương. Ngay tại châu Âu, ranh giới giữa Đông và Tây đang ngày càng nhòa đi khi những bất ổn chính trị và kinh tế đan xen. Sự trỗi dậy của phe cực hữu ở khắp nơi là hồi chuông báo động, như trường hợp của Kalin Jogescu, ứng viên tổng thống cánh hữu vừa thắng cử vòng đầu tại Romania. Bên cạnh đó, nền kinh tế EU đang lún sâu vào khó khăn với sự sụp đổ của những biểu tượng công nghiệp như công ty PIN, Notvot của Thụy Điển, Volkswagen phải đóng cửa nhà máy ở Đức và Bỉ, hay ThyssenKrupp, tập đoàn thép hàng đầu của Đức, cắt giảm tới 40% nhân sự vì áp lực từ hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc. Trung Quốc kêu gọi châu Âu đối thoại và hợp tác, nhấn mạnh rằng hai bên không có xung đột lợi ích cơ bản. Tuy nhiên, nhiều quan chức EU phản bác, đặc biệt khi Bắc Kinh tiếp tục hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột Ukraine các lệnh trừng phạt mới, bao gồm đóng băng tài sản của 6 công ty Trung Quốc, đang được EU xem xét. Những vấn đề an ninh gần đây như vụ tàu hàng Trung Quốc nghi liên quan tới phá hoại các viễn thông ngoài khơi Đan Mạch chỉ càng làm sâu sắc thêm sự ngờ vực giữa hai bên. Với ông Trump, EU kỳ vọng thuyết phục ông hợp tác để đối phó với Trung Quốc. Một số quốc gia như Ba Lan và Litva ủng hộ chiến lược này, coi đây là cơ hội tăng cường quan hệ xuyên đại Tây Dương. Tuy nhiên, những quốc gia khác, bao gồm Đức và Pháp lo ngại rằng chiến lược này có thể khiến EU mất đi quyền tự chủ trong chính sách đối ngoại. Nếu ông Trump thực hiện lời hứa cắt giảm hỗ trợ Ukraine, gánh nặng tài chính sẽ đe nặng lên EU, càng làm phức tạp mối quan hệ với Trung Quốc, vốn là đối tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Đứng trước những thách thức khổng lồ, EU cần nhanh chóng xác định vai trò của mình trong bối cảnh địa chính trị biến động. Câu hỏi đặt ra là liệu châu Âu có thể vượt qua khủng hoảng để tái định hình hay sẽ rơi vào vòng xoáy tranh giành quyền lực của các siêu cường như Giám đốc Viện Carnegie Europe Rosa Balfour đặt vấn đề EU sẽ trở thành một thực thể như thế nào trong trật tự hậu tân tự do? Với tình hình hiện tại, lựa chọn duy nhất cho châu Âu là tiến lên hoặc đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đấu tranh quyền lực lớn nhất thế kỷ. Bên cạnh đó, vai trò khí đốt của Nga vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến bức tranh toàn cảnh. Moscow hiện không còn là gã khổng lồ như trước đây về nguồn cung cấp khí đốt cho EU. Tỷ lệ khí đốt đường ống của nước này được các quốc gia thành viên nhập khẩu đã giảm từ 40% tổng lượng vào năm 2021 xuống còn khoảng 9% vào năm 2023. Tuy nhiên, theo dữ liệu gần đây của Korea, sự gia tăng khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga vào khối này có nghĩa là nó vẫn chiếm 18% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU, tăng gần 5% so với năm 2023. Tháng 11, lệnh giá giá khí đốt tăng cao và trước ngưỡng cửa kết thúc một hợp đồng khí đốt đường ống quan trọng từ Nga sang châu Âu qua Ukraine đã làm dấy lên lo ngại rằng lục địa già đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng năng lượng mới. Giá khí đốt tăng trong những tuần gần đây đã gợi lại những ký ức không vui cho các nhà giao dịch năng lượng và các chính phủ châu Âu. Người ta vẫn còn nhớ đến các vấn đề đã ảnh hưởng đến thị trường năng lượng của Liên minh châu Âu EU sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine giữa lúc châu lục này cố gắng chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt xứ sở Bạch Dương. Bối cảnh này đã khiến giá cả tăng vọt. Ngoài việc thúc đẩy lạm phát nghiêm trọng hơn, việc giá khí đốt tăng còn dẫn đến những lo ngại về khả năng mất điện, đồng thời dẫn đến nhiều vấn đề đối với ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, tới mức phải dừng hoạt động và công nhân mất việc làm. Cuối cùng thì châu Âu cũng đã vượt qua được hai mùa đông vừa qua, phần lớn là nhờ thời tiết ôn hòa hơn dự kiến, giúp duy trì việc sử dụng năng lượng ở mức thấp. Tuy nhiên, khởi đầu lạnh giá của tháng 11 năm nay đã góp phần làm giá khí đốt tự nhiên tăng vọt trở lại. Tuy nhiều dự báo năm nay châu Âu không đến nỗi quá lạnh, nhưng giá khí đốt tăng đã khiến mùa đông trở nên lạnh giá hơn. Châu Âu sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tiếp theo sau cú sốc năm 2022 do kho dự trữ khí đốt đang giảm nhanh trong khi giá lại tăng mạnh vì cuộc xung đột Nga Ukraina. Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện được các nhà lãnh đạo Nga Triều Tiên nhất trí trong tháng 6 năm 2024 đã chính thức có hiệu lực vào ngày mùng 4 tháng 12 năm 2024 thông qua việc trao đổi các văn bản phê chuẩn tại Moscow. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho hay, hiệp ước này được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Bình Nhưỡng và tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 6 năm nay. Hiệp ước sẽ đóng vai trò là động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc thiết lập trật tự thế giới đa cực, độc lập và công bằng, không có sự thống trị, khuất phục và bá quyền, cây CNA nhấn mạnh. Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Kim Jong-gu và thứ trưởng ngoại giao Liên bang Nga Andrei Rudenko đã ký nghị định thư trao đổi văn kiện phê chuẩn Điều thứ tư trong Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga Triều nêu rõ, nếu một trong hai phía phải hứng chịu cuộc tấn công vũ trang từ bất cứ quốc gia nào và rơi vào tình trạng chiến tranh, thì phía còn lại trong Hiệp ước sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và mọi phương tiện hỗ trợ khác có thể. Tuần trước, trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belosov tới Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un đồng thời tuyên bố rằng quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ luôn ủng hộ chính sách của Liên bang Nga nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Theo hãng thông tấn AFP của Pháp, tuyên bố thực thi hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã điều động gần 11.000 quân tới hỗ trợ Nga chiến đấu chống lại lực lượng vũ trang Ukraine. Con số này được Bộ Tổng tham mưu Ukraine cung cấp vào hôm 25 tháng 11, sau đó cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc một lần nữa xác nhận. Bên cạnh đó, việc Triều Tiên đưa ra tuyên bố về hiệp ước với Nga, trong khi im ắng kỳ lạ trước tình hình hỗn loạn xoay quanh vụ thiết quân luật vào ngày mùng 3 tháng 12 tại Hàn Quốc, càng làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính toán của Bình Nhưỡng. Theo hãng tin CNN của Mỹ, mọi sự chú ý đang đổ dồn về Triều Tiên, giới chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng có thể muốn tận dụng tình hình hỗn loạn tại Hàn Quốc để giành được lợi thế. Song cũng có ý kiến nhận định, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang có quan tâm riêng trong việc có được những công nghệ tiên tiến từ Moscow và kinh nghiệm chiến đấu cho quân đội Triều Tiên để đổi lại việc điều quân hỗ trợ Nga. Trong diễn biến mới nhất, tạp chí phô bờ của Mỹ dẫn lời người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Andriy Kovalenko cho hay Triều Tiên đã chuyển giao 100 hệ thống pháo cho Nga trong đó có pháo tự hành M1989 Kosan và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt M1991. Con số này đã tăng lên so với mức 70 khẩu pháo mà INS đưa ra vào hôm 20 tháng 1. Một số hệ thống đã bắt đầu được triển khai trong các cuộc giao tranh gần đây. Pháo tự hành của Triều Tiên có tầm bắn tới 40 km và các hệ thống MLRS đạt tầm bắn 60 km. Đáng lưu ý M1991 trang bị đạn rocket cỡ nòng 240mm, nặng 85kg, vượt trội hơn tất cả các hệ thống pháo sẵn có của Ukraine, ngoại trừ tổ hợp HIMARS do Mỹ cung cấp. Quân đội Triều Tiên thường cất giấu M1991 trong các pháo đài trên núi, dọc theo khu phi quân sự giữa hai miền liên triều. Trong thời chiến, các hệ thống này có thể bắn phá mục tiêu ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, DC, M-1991 là phương tiện chủ lực mà Triều Tiên sử dụng để đặt Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung vào thế nguy hiểm, từ đó củng cố năng lực răn đe. Khi được đưa vào biên chế quân đội Nga, các hệ thống M-1991 có thể tấn công chiến hào của quân Ukraine và bắn trả vào các hệ thống pháo của Kiev. Đặc biệt, theo tạp chí Mỹ, tỉnh Kha của Ukraine cũng nằm trong tầm bắn của M-1991. Theo hãng thông tấn Interfax Ukraine, ngoài các hệ thống pháo, Triều Tiên còn cung cấp cho Nga hơn 100 tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23-24 và khoảng 5 triệu quả đạn pháo. Cùng ngày, theo hãng thông tấn RBC Ukraine, các binh sĩ từ lữ đoàn đặc nhiệm 92 và 94 của quân đội Triều Tiên đang được bàn giao cho các đơn vị quân đội Nga tham chiến tại Kursk, trong đó có Trung đoàn Súng trường Cơ giới 22, Lữ đoàn Bộ binh Hải quân Cận vệ 810 và Lữ đoàn Tấn công đường không độc lập số 11. Số binh sĩ này nằm trong gần 11.000 binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai tới Kursk. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga với sự hỗ trợ của lực lượng Triều Tiên đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát các vị trí mà quân Ukraine chiếm đóng ở Kursk. Gần đây nhất vào giữa tháng 11, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn ở Kursk, nhưng thiệt hại 17 phương tiện quân sự cùng lúc do chúng rơi vào bãi mìn mà Ukraine đã bố trí. Các đơn vị của Ukraine cũng tổ chức các đợt phản công, Tuy nhiên, theo thống kê của hãng tin Reuters của Anh, Kiev đã mất 40% lãnh thổ kiểm soát tại khu vực Kursk. Nga vừa điều động Thiếu tướng Melitov, phó chỉ huy phụ trách hỗ trợ nguồn lực của quân khu Leningrad để hỗ trợ giải quyết chế độ lương thực cung ứng cho lực lượng Triều Tiên. Tương lai chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được dự đoán sẽ trở nên bất định sau lệnh thiết quân luật gây tranh cãi vừa qua. Những lời kêu gọi Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol từ chức đã gia tăng sau khi ông áp lệnh thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12. Chính Tổng thống Jun đã phải hủy bỏ xác lệnh gây tranh cãi này chỉ vài giờ sau khi Hàn Quốc rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị, với việc Quốc hội chuẩn bị bỏ phiếu xem xét việc luận tội ông. Các nhà phân tích cho rằng, sự nghiệp chính trị của Tổng thống Jun đã gần như đi đến hồi kết, dáng một đòn mạnh vào các lực lượng bảo thủ truyền thống trong nước. Nhưng câu hỏi đáng quan tâm hơn hiện nay là ông sẽ bị đối xử như thế nào, vì các tổng thống trước đây đã từng bị đưa ra xét xử và buộc tội vì những hành động thiếu thận trọng. Canh bạc của nhà lãnh đạo Hàn Quốc đang ngày càng bấp bênh khi các nhà lập pháp đối lập tăng tốc tìm cách bỏ phiếu để luận tội tổng thống sau thiết quân luật. Bản đề nghị luận tội do các đảng đối lập đệ trình vào ngày 4 tháng 12 có thể đưa ra bỏ phiếu sớm nhất vào ngày 6 tháng 12. Bản đề nghị này sẽ cần sự ủng hộ của 2 phần 3 nghị sĩ quốc hội và sau đó là sự ủng hộ của ít nhất 6 thẩm phán tòa án hiến pháp. Các cố vấn cấp cao và thư ký của Tổng thống Jun đã đề nghị từ chức tập thể. Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong Hyun cũng tuyên bố từ chức. Tôi vô cùng hối tiếc và chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến thiết quân luật, ông Kim cho biết. Hàng nghìn người dân Hàn Quốc đã tuần hành trên đường phố Seoul yêu cầu Tổng thống Jun từ chức vì lệnh thiết quân luật. Đây là lệnh thiết quân luật đầu tiên do một nhà lãnh đạo nước này áp đặt kể từ năm 1980. Ông Park Sung Min, nhà phân tích tại tổ chức Min Consulting ở Seoul cho biết Xác lệnh thiết quân luật bị hủy bỏ của Tổng thống Jun khiến tương lai của ông trở nên bất định. Chuyên gia cho biết ngay cả những đồng minh bảo thủ cũng chỉ trích quyết định của Tổng thống Jun. Ông Park cảnh báo lệnh thiết quân luật của Tổng thống Jun gây ra rủi ro về an ninh và kinh tế cho Hàn Quốc cũng như liên minh của nước này với Mỹ và danh tiếng toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực đang diễn ra ở Mỹ và Trung Quốc, cùng với đó là sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên, sự bất ổn chính trị ở Hàn Quốc sẽ gây bất lợi. Ngoài ra, khi chúng ta tiến tới việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn và pin, bất kỳ sự bất ổn gia tăng nào cũng có thể gây ra hậu quả toàn cầu, làm dấy lên mối lo ngại cho Mỹ và các đồng minh, những nước có thể hy vọng vào một giải pháp hòa bình, chuyên gia Park nhận định. Một số nhà quan sát tin rằng lệnh thiết quân luật của tổng thống Jun được thúc đẩy bởi áp lực chính trị ngày càng gia tăng, bao gồm việc thúc đẩy luận tội nhắm vào các quan chức bị cáo buộc che chắn cho đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee khỏi các cáo buộc tham nhũng những thất bại trong cuộc bầu cử của đảng cầm quyền và tỷ lệ ủng hộ giảm mạnh. Những điều này đã làm dấy lên nỗi lo của Tổng thống Jun về nguy cơ mất quyền kiểm soát chính quyền. Trong khi đó, một số nhà bình luận suy đoán rằng hành động vội vàng của Tổng thống Jun cũng có thể xuất phát từ trạng thái tinh thần không tỉnh táo. Ramon Pacheco Pado, giáo sư quan hệ quốc tế tại trường King College London cho biết, Tổng thống Jun sẽ tập trung vào việc cố gắng giữ ghế trong 2 hoặc 3 ngày tới, vì phe đối lập cần ít nhất 8 nghị sĩ từ đảng PPP cầm quyền của ông Jun để luận tội được Tổng thống. Ông ấy sẽ tập trung nỗ lực để ngăn chặn điều này xảy ra, ông Ramon cho biết. Jenny Tao, nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm Simpson và là giám đốc chương trình Hàn Quốc, nhận định khó có thể tưởng tượng rằng ông Jun sẽ tiếp tục nắm quyền lâu dài sau sự việc này. Khi lòng tin của người dân Hàn Quốc bị xói mòn nghiêm trọng, đảng của ông ấy khó có thể thắng thế nếu Tổng thống Yoon bị buộc phải từ chức hoặc bị luận tội. Bà Jenny nói, bà cũng lưu ý đến những tác động tiềm tàng của quá trình chuyển giao quyền lực ở Seoul đối với quan hệ Mỹ-Hàn, đặc biệt là khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng. Hai bên có thể hòa hợp như thế nào vẫn là một câu hỏi để ngỏ, đặc biệt là nếu một Tổng thống mới của Hàn Quốc bắt đầu rút lại một số chính sách đối ngoại hướng tới tương lai của ông Jun, chuyên gia nhận định bà jenny cho biết biến động chính trị cũng có thể thử thách khả năng phục hồi của hợp tác song phương và ba bên gần đây được tăng cường giữa hàn quốc nhật bản và mỹ khi triều tiên thúc đẩy liên minh quân sự với nga việc giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng sẽ gây ra những căng thẳng mới cho an ninh khu vực và cho bán đảo triều tiên khi họ cảm nhận được những động lực chính trị đang thay đổi triều tiên có thể sẽ áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát đối với tình hình hỗn loạn tại hàn quốc nhưng không thể loại trừ khả năng bình nhưỡng sẽ cố gắng tranh thủ sự chia rẽ ở seoul Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga tiếp tục tấn công ở khu vực Kursk trong ngày qua, tiêu diệt các đơn vị Ukraine xâm chiếm khu vực. Quân đội Nga đã đánh bại đội hình 14 lữ đoàn Ukraine trong các khu làng bị chiếm đóng, loại khỏi vòng chiến đấu 250 lính Ukraine, phá hủy một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, hai xe bọc thép, hai xe ô tô và bốn súng cối. Khi thời tiết tốt hơn, cuộc tiến công của quân Nga được đẩy mạnh. Các nhóm tấn công của cụm quân phía Bắc đã tập trung lại ở Martinoka. Hiện phần lớn ngôi làng nằm trong vùng xám việc tiêu diệt quân Ukraine gần cánh rừng trồng gần ngôi làng này cũng đã có tiến triển. Giao tranh ác liệt cũng diễn ra ở khu vực Novo Vandoka, Darino và Plekhovo. Quân Ukraine cố gắng thực hiện hai cuộc phản công ở khu vực Darino nhưng không thành công. Tại quận Korenensky, một số vành đai rừng phía nam Karamianoi hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Ở quận Suzhansky, quân Nga đã tiến tới Kamiseka và khu vực Nechaev. Kinh Ba cho biết tình hình trên mặt trận Kursk ngày càng diễn biến ác liệt, quân đội Ukraine phải rút lui khỏi nhiều vị trí do chịu tổn thất nặng nề. Tới ngày 1 tháng 12, giao tranh ác liệt trên chiến trường Kursk khiến cho quân đội Ukraine tổn thất tới 37.000 quân. Tình hình hiện tại ở Kursk tương đối yên tĩnh. Hiện khu vực Kursk bị quân Ukraine chiếm đóng, đang bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Nhưng điều này có thể cho thấy hoạt động giao tranh sẽ gia tăng trong thời gian tới. Hiện giao tranh cục bộ giữa hai bên vẫn tiếp tục và cả hai bên đều cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật của mình. Giao tranh ở khu vực phía tây nam làng Novovanoka đặc biệt khốc liệt. Hai bên đều cố gắng hết sức để củng cố vị trí và giành được lợi thế. Hiện tại, làng Matioka đã trở thành tâm điểm chú ý tại mặt trận Kursk khi quân đội Ukraine đang cố gắng hết sức để cầm cự. Bởi vì đối với toàn bộ nhóm quân Ukraine tiến vào khu vực Kursk, Matioka là vị trí phòng ngự then chốt. Một khi bị mất, hậu quả sẽ là thảm hại do thời tiết sương mù dày đặc khiến các hoạt động trên không của cả hai bên trở nên khó khăn hơn tuy nhiên cả hai bên đều cố gắng tận dụng cơ hội này để đạt được bước đột phá cụm quân phía bắc của nga tích cực tổ chức tấn công và ổn định vị trí vừa tái chiếm được mặc dù quân đội ukraine cố gắng phản công nhưng họ đã bị quân đội nga đẩy lùi một cách anh dũng cường độ của cuộc chiến ở các ngôi làng cánh rừng là không thể tưởng tượng được kiev rõ ràng đã đầu tư toàn bộ nguồn dự trữ của mình và đang tuyệt vọng Kênh Deep State của quân đội Ukraine cho biết quân Ukraine đang tích cực sử dụng pháo phản lực phóng loạt tầm xa trong chiến đấu và họ ở đây không thiếu đạn pháo. Tất cả các bệ phóng đều được triển khai trận địa ở tỉnh Sumy. Nhưng do thời tiết xấu, UAV trinh sát khó tiến hành điều chỉnh hỏa lực và chỉ có thể áp dụng phương pháp bắn phá theo tọa độ bản đồ. Mặc dù quân đội Ukraine đang kiên quyết chống trả, nhưng quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến lên và đang dần tiếp cận thị trấn Suza. Lúc này chỉ có quân dự bị và lòng quyết tâm mới có thể giúp quân Ukraine trụ vững. Cụm quân phía Bắc của quân đội Nga đã tiếp tế viện trợ nhân đạo cho cư dân quận Jodhetsky của vùng Kursk, những nơi mà các tình nguyện viên dân sự sẽ khó có thể tiếp cận. Liên quan đến tình hình quân đội Ukraine ở Kursk, lãnh đạo Kiev kiên quyết bác bỏ các thông tin sai lệch của truyền thông phương Tây, cho rằng quân đội Ukraine cố giữ các vị trí ở khu vực Kursk cho đến lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các đơn vị quân đội Ukraine đóng ở khu vực Kursk không nhận được lệnh kiềm chế quân Nga trước lễ nhậm chức của ông Trump mà đang kìm chân để quân đội Nga không chuyển lực lượng của họ sang các khu vực khác của mặt trận, từ đó làm giảm sức ép lên các chiến trường khác. Các con đường tiềm năng dẫn đến lệnh ngừng bắn ở Ukraine đang trở nên rõ ràng hơn khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tiến gần đến ngày nhậm chức, trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky đã cho thấy những nhượng bộ nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Tuần trước, Tổng thống Zelensky cho biết ông đang cân nhắc nhượng bộ, ít nhất là vào thời điểm hiện tại lãnh thổ mà Nga chiếm giữ trong cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm để đổi lấy tư cách thành viên của NATO đối với các khu vực đất nước do Kiev kiểm soát. Đề xuất đó có khả năng phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ của Tổng thống Putin bởi nhà lãnh đạo Nga đã kiên quyết phản đối việc đưa Ukraine vào NATO và đây từng là một trong những lý do chính cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất của ông Zelensky có phần mơ hồ và được coi là điểm khởi đầu cho mối quan hệ với ông Trump, người đã đề cử ông Ket làm đặc phái viên tại Ukraine vào tuần trước. Ông Kellogg là một trung tướng đã nghỉ hưu, trước đây từng là cố vấn an ninh quốc gia cho cựu phó tổng thống Mike Pence trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, đã đưa ra các đề xuất khá chi tiết để chấm dứt cuộc xung đột. Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ chiến đấu để giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình, bao gồm cả Crimea mà Nga sát nhập năm 2014. Kế hoạch hòa bình của ông kêu gọi trả lại toàn bộ các vùng lãnh thổ và kế hoạch chiến thắng của ông được công bố trong năm nay đã yêu cầu tất cả các loại vũ khí và sự hỗ trợ cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, tham vọng đó ngày càng thu hẹp trong hai năm qua, sau khi Ukraine không thể lặp lại những thành công mà nước này đạt được vào năm 2022 khi họ giành được các vùng lãnh thổ ở Kharkov và Kherson. Kể từ đó, Kiev ở thế bị động và phải đối phó với quân đội Nga có lực lượng và trang thiết bị áp đảo trên mặt trận trải dài hơn 1.000 km ngay cả cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tháng 8 ở khu vực Kursk cũng không ngăn được bước tiến của Moscow qua phía đông Donetsk. Những cuộc giao tranh quyết liệt trên chiến trường cùng với chiến thắng của ông Trump vào ngày bầu cử dường như đã thúc đẩy Tổng thống Zelensky xem xét lại chiến lược lâu nay của ông là đẩy lùi Nga hoàn toàn. Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine vào thời điểm ông nhậm chức. Benjamin Friedman, giám đốc chính sách tại Defensy Priorities cho biết sự thay đổi này phản ánh những thực tế không thể chối cãi trên thực địa về những thất bại rõ ràng của lực lượng ukraina trong việc giành lại lãnh thổ và những khó khăn lớn trong việc giữ vững những gì họ đang có theo ông ukraina hiểu rõ tình hình chính trị đang thay đổi ở mỹ và họ không thể trông chờ vào sự ủng hộ mà họ đang nhận được tổng thống zelensky đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn vào tuần qua rằng ông sẽ cân nhắc việc nhượng lại một số lãnh thổ cho nga để đổi lấy sự bảo vệ của nato với các khu vực do ukraina kiểm soát nếu chúng ta muốn ngăn chặn giai đoạn nóng của cuộc xung đột, chúng ta cần đưa lãnh thổ ở Ukraine mà chúng ta đang kiểm soát vào sự bảo vệ của NATO. Ông Zelensky nói, ông đề xuất tình trạng chính thức của các khu vực do Nga chiếm giữ sẽ được giải quyết thông qua ngoại giao trong tương lai. Ông Serhiy Kuzan, đồng sáng lập và là chủ tịch Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine, người từng là cố vấn cho chính phủ ở Kiev, cho biết, mục tiêu chính trong lập trường chính trị mới của Kiev là chấm dứt giao tranh và đạt được an ninh lâu dài chuyên gia kuzan nhận định mặc dù ukraine đã tham vấn với chính quyền tổng thống trump xâm nhậm chức nhưng lập trường của ukraine hoàn toàn là tầm nhìn của riêng họ tuy nhiên ông cho rằng nato là điểm bế tắc chính với kiev và ít nhất phải có lời mời ukraine tham gia liên minh ukraine đã sẵn sàng cho cuộc đàm phán này với các thành viên của liên minh nhiệm vụ chính của chúng ta là cùng nhau trở nên mạnh mẽ và không để nga mạnh hơn ông kuzan bình luận Branislav Sanchez, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học California San Diego, người chuyên nghiên cứu về chiến tranh, cho biết gần như không có khả năng Tổng thống Putin chấp nhận tư cách thành viên NATO của Ukraine vì điều đó sẽ làm suy yếu về cơ bản toàn bộ ý tưởng mà ông ấy đưa ra về lý do cho chiến dịch quân sự này. Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuần này đã tránh những câu hỏi về việc mời Ukraine tham gia liên minh hoặc những đảm bảo an ninh nào có thể hiệu quả đối với Kiev tuy nhiên ông ruti giải thích rằng chính phủ ukraine nên quyết định các bước tiếp theo về việc mở các cuộc đàm phán hòa bình và cách tiến hành chúng trong khi nato nên tập trung vào việc tăng cường vũ khí cho ukraine ngay bây giờ chúng ta đừng thảo luận từng bước về việc tiến trình hòa bình sẽ diễn ra như thế nào mà hãy đảm bảo rằng ukraine có những gì cần thiết để đạt được vị thế mạnh mẽ khi các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu Tổng thống Biden và các đồng minh NATO đã nhiều lần cam kết sẽ trao cho Ukraine một ghế trong liên minh, nhưng vẫn tránh đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào. Chính quyền ông Trump sắp tới khó có thể mời Ukraine tham gia liên minh vì ông Kellogg đã viết một bài báo được xuất bản vào tháng 4 tại Viện Chính sách nước Mỹ trước tiên. Trong đó nói rằng, chính quyền ông Biden không nên khiêu khích Tổng thống Putin bằng nỗ lực thúc đẩy tư cách thành viên của Ukraine trong NATO. Ukraine có thể sẽ chấp nhận các đảm bảo an ninh khác từ các thành viên NATO, ngoài tư cách thành viên đầy đủ chẳng hạn như các cam kết an ninh song phương với các quốc gia châu âu đội ngũ chuyển giao của ông trump vẫn chưa rõ ràng về cách họ muốn giải quyết cuộc xung đột nhưng ông kellogg đã viết trong tài liệu chiến lược của mình rằng mỹ nên tăng cường sức mạnh cho ukraine để bảo đảm nga không tiến xa hơn nữa và không thể tấn công sau khi ngừng bắn tuy nhiên ông đưa ra một đề xuất gây tranh cãi rằng sự hỗ trợ trong tương lai phải phụ thuộc vào việc kiev tham gia các cuộc đàm phán hòa bình điều mà một số người lo ngại có thể làm suy yếu vị thế của ukraine đối với nga ông kelok nhận định mỹ nên nói với ông putin rằng họ sẽ hoãn tư cách thành viên nato của ukraine để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình với các đảm bảo an ninh nga cũng có thể được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt mỹ cũng có thể sẽ đe dọa cung cấp vũ khí cho ukraine nhiều hơn nếu nga không đàm phán một cách thiện trí ông kelok cảnh báo một bước đột phá ngoại giao cho ukraine có thể sẽ không xảy ra trước khi ông putin rời nhiệm sở dù vậy, Ukraine có thể sẽ nghi ngờ về các đảm bảo an ninh xét trên những gì từng xảy ra trong quá khứ. Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, trong đó Ukraine từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình cho Nga, bao gồm các đảm bảo an ninh từ Nga đã bị phá vỡ. Mỹ cũng đã cam kết bảo đảm an ninh trong hiệp ước đó. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng bản ghi nhớ Budapest là một minh chứng của sự thiển cận trong việc ra quyết định về an ninh chiến lược. Chuyên gia Friedman của Defensy thì đánh giá rằng việc Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO là cái giá của hòa bình. Chính phủ Ukraine cho biết mỗi người dân nước này đủ điều kiện sẽ được nhận khoản thanh toán một lần là 1.000 hryvnia Ukraine, khoảng 24 USD, chỉ tương đương hơn một ngày lương trung bình ở Ukraine. Mức lương trung bình tại Ukraine là khoảng 500 USD mỗi tháng. Đối với nhiều gia đình và trên toàn quốc, điều này là thực tế. Tổng thống Yuletsky phát biểu, đồng thời cho biết hơn 3,2 triệu người Ukraine đã nộp đơn xin nhận khoản hỗ trợ. Theo các nhà phân tích, Tổng thống Zelensky muốn củng cố lại sự ủng hộ của ông với một bộ phận dân chúng đang ngày càng mệt mỏi vì chiến sự. Sự mệt mỏi đó trở nên trầm trọng hơn do một chiến dịch huy động trong năm nay đã phơi bày những chia rẽ trong xã hội và các vụ bê bối tham nhũng, làm hoen ố hình ảnh của chính quyền. Các cuộc thăm dò gần đây do Viện Xã hội Học Quốc tế Kiev tiến hành cho thấy, mặc dù niềm tin vào ông Zelensky vẫn tương đối mạnh ở mức 59%, nhưng đã giảm so với mức 77% của một năm trước. Anatoly Otisiuk, chuyên gia chính trị tại Tổ chức Nghiên cứu Democracy House của Ukraine, lưu ý rằng, Tổng thống Zelensky đang nhắm đến việc thu hút những người về hưu, một nhóm cử tri gồm 10 triệu người đang phải vật lộn để kiếm sống. Để giải quyết tương lai hậu chiến của đất nước, Tổng thống Zelensky cũng đã thành lập Bộ Thống nhất Quốc gia vào thứ Ba ngày 3 tháng 12. Một trong những nhiệm vụ chính của bộ này là khuyến khích hàng triệu người Ukraine đã bỏ ra nước ngoài trong thời gian giao tranh trở về nước. Việc phân bổ khoản hỗ trợ 1.000 Rivina trong thời kỳ kinh tế khó khăn đã trở thành một truyền thống ở Ukraine, khi các chính phủ liên tiếp áp dụng biện pháp này trong hai thập kỷ qua. Bản thân ông Zelensky đã giới thiệu một chương trình tương tự vào năm 2021 trong đại dịch COVID-19, khi Kiev cung cấp khoản tiền hỗ trợ cho mọi công dân đã được tiêm vaccine. Chính quyền Ukraine cho biết những người nhận có thể sử dụng khoản hỗ trợ lần này cho nhiều loại chi phí, bao gồm thanh toán các đơn tiện ích hoặc mua thực phẩm và thuốc men. Họ cũng có thể quyên góp tiền cho quân đội Ukraine. Ông Jaroslav Jeleniak, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Ukraine về chính sách tài chính, thuế và hải quan, cho biết chương trình này sẽ tốn 15 tỷ hryvnia, tương đương khoảng 350 triệu USD và sẽ được tài trợ bằng cách phân bổ lại số tiền trước đây dành cho các chương trình trợ cấp thất nghiệp và dã phá bom mìn. Quy định trao tiền hỗ trợ thực ra cũng nhằm mục đích làm dịu đi cú sốc của việc tăng thuế. Tổng thống Zelensky gần đây đã ký thành luật mức tăng thuế lớn nhất trong chiến tranh. Việc tăng thuế đó có hiệu lực vào chủ nhật tới cùng ngày chương trình hỗ trợ của chính phủ được bắt đầu, bao gồm việc tăng thuế thu nhập từ 1,5% lên 5% nhằm tiếp sức cho nhu cầu chi tiêu quân sự. Chính phủ Ukraine cũng cho biết việc tăng thuế sẽ giúp tăng thêm 3,5 tỷ USD trong năm nay và năm sau, và số tiền này chủ yếu sẽ được dùng để trả lương cho quân nhân. Nhưng việc tăng thuế và trợ cấp cùng lúc đã gửi đi một thông điệp trái ngược, nhất là đối với những người chỉ trích chính quyền Tổng thống Zelensky. Một tay họ lấy tiền, tay kia họ trả lại, Ông Jelaniak, một thành viên của đảng đối lập cho biết, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Các nhà kinh tế cũng nhận định chương trình hỗ trợ này là một công cụ kinh tế không hiệu quả, cho rằng các khoản thanh toán nhỏ cho từng cá nhân sẽ có ít tác động đến việc kích thích nền kinh tế và tổng số tiền sẽ được phân bổ tốt hơn cho quân đội. Juri Gaidai, một nhà kinh tế cấp cao tại Trung tâm Chiến lược Kinh tế tại Kiev, cho biết rằng để chương trình có tác động xã hội, có ý nghĩa, thì nó phải nhắm vào những người Ukraine đang gặp khó khăn về tài chính, chẳng hạn như những người di rời vì chiến tranh, người về hưu và cựu chiến binh. Bên cạnh Ukraine ngày càng thất thế về mọi mặt trong cuộc xung đột với Nga, tương lai của Ungjulaski đang bất ổn với những vấn đề trong nước. Một bản kiến nghị phản ánh bất bình trong công chúng Ukraine đã thu thập được hơn 25.000 chữ ký, vượt qua ngưỡng pháp lý đòi hỏi phải có phản hồi từ Tổng thống Ukraine. Nhà phân tích chính trị người Ukraine Anatoly Otisiuk cho biết, Tổng thống Zelensky hẳn đã nghĩ đến số phận của mình trong cuộc bầu cử sau chiến tranh và có thể lo ngại rằng ông có thể thua vì mọi người muốn có những gương mặt mới. Otisiuk cũng như nhiều nhà bình luận chính trị khác đều chỉ ra tướng Valery Chaluni, cựu tổng tư lệnh quân đội Ukraine mà ông Zelensky đã cách chức vào tháng 2 năm nay, là một đối thủ tiềm tàng mạnh mẽ, có thể thay thế tổng thống đương nhiệm. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có tin Ukraine nghi Nga tập hợp quân, mở mặt trận mới ở tỉnh Kherson. Ukraine đã sản xuất hàng loạt UAV lai tên lửa hạng nhẹ Pelianisia. Ukraine chịu thương vong lớn ở Donetsk. Nga đang mở mặt trận mới tại Kherson. Ông Vladislav Volosin, người phát ngôn tư lệnh phía nam của quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang tấn công theo hướng tỉnh Kherson trong nỗ lực giành quyền kiểm soát một số cù lao trên sông Dnipro. Ông Volosin cho biết, lực lượng Nga đang cố gắng mở các cuộc tấn công gần các cù lao Koyasky và Karoli, đồng thời luyện tập cách vượt qua chướng ngại vật dưới nước và đổ bộ. Ông Volosin đưa ra phát ngôn trên sau khi tỉnh trưởng Kherson, ông Oleksandr Produkin nói với tờ Financial Times rằng Nga muốn mở một cuộc tấn công khác theo hướng Kherson. Theo ông Produkin, Nga đã tập hợp 300 chiếc thuyền để vượt sông và mục tiêu của Nga là chiếm được một vị trí nhất định, giữ vững vị trí và buộc Ukraine phải gian trải nhân lực, phương tiện càng nhiều càng tốt. Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn của nhóm quân Khotysia của Ukraine, ông Naza Volosin cho biết, Nga đang nỗ lực san phẳng tiền tuyến ở khu vực thành phố Kurakhovi và Poros, đều ở tỉnh Donetsk. Theo ông Volosin, trong khu vực hoạt động của nhóm quân này, quân Nga tiến hành phần lớn cuộc tấn công theo hướng Poros, Dremika, đặc biệt ở Kurakhovi. Quân Nga đã tích lũy được nhân lực và trang thiết bị dự trữ ở các hướng này, Tuy nhiên, việc Ukraine kiên cường giữ phòng tuyến ở hướng Kurakhovy và Poros khiến quân Nga đang cạn kiệt lực lượng dự bị tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov, viết trong bài xã luận rằng, máy bay không người lái UAV lai tên lửa hạng nhẹ Palianisia được Ukraine phát triển gần đây đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Một công ty khởi nghiệp đã triển khai dự án Palianisia và hiện đã sản xuất hàng loạt nhờ sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. Ông Umerov viết trong bài xã luận, theo ông Umerov, Ukraine cũng đã tiếp tục và mở rộng sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình Neptune cũng như cải tiến chúng để có tầm bắn xa hơn. Với vũ khí tầm xa sản xuất trong nước có tầm quan trọng then chốt đối với chiến lược quốc phòng của Ukraine, một trong những vũ khí nội địa này là Palianisia, vốn kết hợp các công nghệ hiện có để tấn công hiệu quả vào sâu trong lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày qua, lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng sân bay quân sự và kho đạn của Ukraine, cũng như tấn công vào nơi tập trung lực lượng và thiết bị quân sự của Ukraine tại 133 khu vực. Bộ này cũng cho biết nhóm tác chiến phía Tây và nhóm tác chiến trung tâm của Nga gây ra nhiều thiệt hại cho Ukraine nhất trong ngày 4 tháng 12. Cụ thể, nhóm tác chiến phía Tây đã cải thiện vị trí chiến thuật và ngăn chặn 10 cuộc phản công của Ukraine gần các khu định cư Petropaloka, Galuskoka, Novo ở vùng Kharkov, Jampoloka đều ở tỉnh Donetsk và Novo Liboka, tỉnh Luhansk. Hậu quả là 500 lính Ukraine thương vong. Ukraine mất 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới cùng một hệ thống pháo FH-70 do Anh sản xuất. Còn nhóm tác chiến trung tâm của Nga đã gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Georgins, Kalinovo, Chebinoka, Miroliboka, Pradoka, Novo và Karashnamey đều ở tỉnh Donetsk. Theo đó, lực lượng Ukraine mất hơn 530 lính, một xe bọc thép chở quân, bốn xe bọc thép chiến đấu Kojak, bốn xe cơ giới cùng một hệ thống pháo. Còn ở tỉnh Kursk, trong ngày qua, Ukraine chịu hơn 280 thương vong, mất một xe tăng, hai xe bọc thép, một hệ thống tác chiến điện tử, hai súng cối. Tổng cộng lực lượng Ukraine chịu hơn 37.935 lính thương vong kể từ khi giao tranh bắt đầu ở tỉnh này. Thứ trưởng Ngoại giao nga Sergey Ryabkov gần đây cảnh báo Moscow sẽ sử dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ hơn nếu Mỹ và đồng minh tiếp tục gây sức ép. Ông nhấn mạnh rủi ro leo thang quân sự phụ thuộc lớn vào các quyết định từ Washington. Ông cho rằng phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang thiếu sự kiềm chế và khả năng đánh giá đúng quyết tâm của nga trong việc bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia. Không có giải pháp kỳ diệu nào cho cuộc xung đột này. Ông nhấn mạnh. Chính quyền Tổng thống Joe Biden mới đây đã thông báo về gói viện trợ an ninh trị giá 725 triệu USD dành cho Ukraine. Theo Nhà Trắng, gói viện trợ này nhằm giúp Kiev đạt vị thế tốt nhất trong bối cảnh Nga gia tăng tấn công. Tuy nhiên, ông Ryakov cảnh báo nguy cơ leo thang quân sự không thể xem nhẹ và hoàn toàn phụ thuộc vào các quyết định từ Washington. Sẽ đến lúc chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ hơn, ông nói. Nga đã cảnh báo có thể tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vật âm Oreshnik trong cuộc xung đột Ukraine. Oreshnik không phải là tên lửa đạn đạo chiến lược, mà là tên lửa tầm trung đã được thử nghiệm trong chiến đấu. Lời hứa của ông Trump đầy táo bạo, đặc biệt là khi cuộc chiến kéo dài từ năm 2022 đến nay đã trở thành một cuộc chiến phức tạp nhất thế giới, với nhiều bên liên quan và lợi ích mâu thuẫn. Liệu ông Trump có thể hiện thực hóa lời hứa này, hay đây chỉ là một chiến thuật chính trị để thu hút sự chú ý? Các ý tưởng từ đội ngũ cố vấn của Tổng thống đắc cử Trump, bao gồm Trung tướng Keith Kellogg, cựu giám đốc tình báo Richard Grenell và Phó Tổng thống đắc cử J.D. Vance, đều có điểm chung là yêu cầu Ukraine phải nhượng bộ một số lợi ích chiến lược để đổi lấy hòa bình. Cụ thể là, đóng băng xung đột theo các đường danh giới hiện tại. Kế hoạch của ông Kellogg kêu gọi áp dụng lệnh ngừng bắn, đồng thời yêu cầu cả hai bên cam kết không mở rộng các hành động quân sự. Điều này nhằm giữ nguyên hiện trạng trên chiến trường. Từ cách thành viên NATO bị loại khỏi bàn đàm phán, kế hoạch tạm gác lại vấn đề nato để tránh kích động nga và tạo điều kiện thúc đẩy đàm phán thiết lập khu phi quân sự ông zidivan đề xuất tạo ra một khu vực phi quân sự ở tiền tuyến được giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột mới nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh ông grinel gợi ý về việc thành lập các khu tự trị ở miền đông ukraine nhưng ý tưởng này còn thiếu chi tiết và đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ kiev những cố vấn này nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ chỉ nhận được viện trợ quân sự từ Mỹ nếu sẵn sàng tham gia đối thoại hòa bình. Ngược lại, nếu Nga từ chối đàm phán, Mỹ có thể gia tăng hỗ trợ quân sự để gây áp lực. Ukraine, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky đã nhiều lần khẳng định rằng Kiev sẽ không nhượng bộ lãnh thổ hay từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO. Trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và áp lực gia tăng trên chiến trường, Kiev coi việc gia nhập NATO là yếu tố sống còn để đảm bảo an ninh quốc gia. Bộ Ngoại giao Ukraine gần đây thúc giục các đối tác NATO đưa ra lời mời chính thức, cho thấy sự quyết tâm không lùi bước. Tuy nhiên, trong tuần qua, Tổng thống Zelensky đã gợi ý về khả năng chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc chiến ở miền đông Ukraine để đổi lấy tư cách thành viên NATO, nhưng không bao gồm ngay các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Trong một cuộc phỏng vấn công bố vào ngày 29 tháng 11, ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc đặt các vùng lãnh thổ Ukraine hiện do ký ép kiểm soát dưới sự bảo vệ của NATO là bước đi đầu tiên cần thiết sau đó Ukraine có thể lấy lại các phần lãnh thổ khác thông qua con đường ngoại giao. Làm rõ các bình luận này vào ngày 1 tháng 12, ông Zelensky khẳng định rằng dù Ukraine phải nhượng bộ Nga để kết thúc cuộc chiến, toàn bộ lãnh thổ nước này vẫn phải được bao gồm trong lời mời gia nhập NATO. Ông nhấn mạnh rằng không thể có lời mời gia nhập NATO chỉ dành cho một phần lãnh thổ của Ukraine, vì điều đó đồng nghĩa với việc công nhận rằng các vùng lãnh thổ khác không thuộc về Ukraine. Những phát biểu này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong lập trường của ông Zelensky, cho thấy sự linh hoạt hơn trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra. Về phần mình, Nga tiếp tục giữ vững lập trường cứng rắn trong cuộc chiến với Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng hiện tại chưa có cơ sở để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời khẳng định Moscow sẽ không thảo luận nếu Ukraine không từ bỏ ý định gia nhập NATO. Đây là điều kiện tiên quyết mà Nga coi là cốt lõi trong bất kỳ giải pháp nào cho cuộc chiến hiện tại. Ngoài ra, Nga cũng yêu cầu sự công nhận chính thức đối với quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà họ đang nắm giữ, bao gồm Crimea, khu vực đã bị Nga sát nhập từ năm 2014, và các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson. Đây là những khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền, mặc dù thực tế không kiểm soát hoàn toàn. Điện Kremlin coi những yêu cầu này là không thể thương lượng và nhấn mạnh rằng chúng phải được đáp ứng để thiết lập bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Quan điểm này cho thấy Moscow tiếp tục đặt cược vào lợi thế trên chiến trường và tận dụng tình thế để gia tăng áp lực ngoại giao lên Kiev cũng như các đồng minh phương Tây. Việc Nga kiên định với các điều kiện trên không chỉ làm phức tạp thêm triển vọng hòa bình, mà còn đặt Ukraine và NATO vào thế đối đầu trực tiếp với lập trường cứng rắn của Điện Kremlin. NATO đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến Nga-Ukraine không chỉ với tư cách là một liên minh quân sự, mà còn là nguồn hỗ trợ chính về tài chính và vũ khí cho Ukraine. Sự can dự của NATO không chỉ nhằm bảo vệ Kiev mà còn để duy trì vai trò đối trọng chiến lược với Nga tại châu Âu. Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong tuần này đã nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào làm suy yếu Ukraine cũng sẽ làm giảm lòng tin của các đồng minh vào Mỹ, quốc gia được coi là đầu tàu trong liên minh. Trong khi đó, các quốc gia như Ba Lan, Estonia và Latvia ủng hộ mạnh mẽ việc Ukraine gia nhập NATO. Họ coi đây là một bước đi cần thiết để đảm bảo an ninh khu vực và bảo vệ khỏi các ảnh hưởng từ Nga. Những quốc gia này nằm sát biên giới Nga đã nhiều lần kêu gọi NATO có lập trường cứng rắn hơn, bao gồm cả tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu. Ngược lại, các thành viên lớn hơn như Đức và Pháp lại tỏ ra thận trọng. Berlin và Paris lo ngại rằng việc kết nạp Ukraine có thể kích động Nga dẫn đến sự leo thang quân sự không kiểm soát được. Đức, với mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Moscow và sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, thường có xu hướng thúc đẩy các giải pháp ngoại giao hơn là đối đầu trực tiếp. Pháp, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Emmanuel Macron, chủ trương một cách tiếp cận cân bằng, nhấn mạnh rằng an ninh châu Âu cần được xây dựng trên đối thoại, không chỉ đối đầu. Quan điểm mâu thuẫn giữa các thành viên NATO làm phức tạp thêm việc đạt được sự đồng thuận trong các chiến lược dài hạn liên quan đến Ukraine. Điều này cũng khiến các nỗ lực của Mỹ và các nước thành viên NATO để thể hiện một mặt trận thống nhất nhằm đối phó Nga trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, tại Mỹ, chính trường cũng không đồng nhất về cách xử lý cuộc chiến Nga-Ukraine. Một số nhà lập pháp, đặc biệt là những người có quan điểm diều hâu, ủng hộ việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Họ coi đây là một cách để kiềm chế Nga, duy trì vị thế siêu cường của Mỹ và bảo đảm an ninh toàn cầu. Một số khác bao gồm cả một số thành viên trong Đảng Cộng Hòa cho rằng Mỹ không nên đổ quá nhiều nguồn lực vào Ukraine. Theo vào đó, họ lập luận rằng Washington nên tập trung vào các vấn đề trong nước cũng như đẩy mạnh khả năng kiềm tòa Trung Quốc ở châu Á Thái Bình Dương hoặc Iran tại Trung Đông sự chuyển hướng ưu tiên này xuất phát từ quan điểm rằng cuộc chiến ukraine là vấn đề chính của châu âu và mỹ cần bảo tồn nguồn lực của mình cho các thách thức toàn cầu khác sự chia rẽ này được cho là có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển khai các kế hoạch liên quan đến ukraine của chính quyền ông donald trump việc đạt được sự đồng thuận lớn từ cả hạ viện và thượng viện đặc biệt là về các chính sách viện trợ quân sự hay áp đặt trừng phạt mới sẽ trở thành thách thức nếu ông Trump chủ trương giảm sự hỗ trợ cho Ukraine hoặc điều chỉnh các cam kết của Mỹ trong NATO, điều này có thể làm gia tăng sự chia rẽ không chỉ tại Mỹ mà còn trong nội bộ NATO. Lịch sử chính trị Mỹ cho thấy các tổng thống sắp mãn nhiệm có thể để lại di sản chính sách làm phức tạp hóa những nỗ lực của người kế nhiệm. Năm 2016, khi ông Trump chuẩn bị nhậm chức, chính quyền Barack Obama đã áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn với Nga nhằm đối phó với cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ. Đồng thời, ông Obama tăng cường sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine và củng cố quan hệ với NATO. Những bước đi này không chỉ định hình chính sách đối ngoại của Mỹ, mà còn hạn chế khả năng thực hiện các thay đổi chính sách lớn của ông Trump sau khi nhậm chức. Tương tự, chính quyền ông Biden có thể đang xây dựng những giao cản chiến lược để duy trì chính sách hỗ trợ Ukraine, chẳng hạn việc đẩy nhanh chuyển giao vũ khí hiện đại và ký các hợp đồng viện trợ dài hạn, đảm bảo Ukraine tiếp tục nhận hỗ trợ bất kể thay đổi lãnh đạo tại Mỹ chính quyền biden có thể ký các cam kết chính trị với nato và eu buộc các đồng minh quốc tế ủng hộ ukraine trong dài hạn ngoài ra ông biden cũng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nga làm tăng chi phí chính trị nếu chính quyền kế nhiệm tìm cách hủy bỏ chúng nếu tổng thống biden thực hiện các chiến lược này ông trump sẽ phải đối mặt với một môi trường chính trị và ngoại giao phức tạp hơn những động thái như vậy không chỉ kéo dài cuộc chiến nga ukraine mà còn làm gia tăng tranh cãi chính trị nội bộ tại mỹ Lịch sử có thể lặp lại khi các di sản chính sách từ chính quyền ông Biden trở thành rào cản lớn cho các kế hoạch của ông Trump.